Rồi bây giờ thì xin chào các bạn nhá. Mình đang ngồi trước cửa nhà mình đây. Và các bạn có thể thấy bên cạnh mình bây giờ chính là bộ công táo đây. Đây là cái kho của mình, kho mình sửa chữa đồ điện và điều hòa của mình đang để ở đây. Nhưng mà bây giờ thì mẹ mình đang chất rất nhiều cái bộ ông công táo, các bạn có thể nhìn thấy là rất nhiều luôn. Đấy, đây là rất là nhiều luôn. Cái kho này bây giờ đang ngập tràn ông công táo luôn. Mẹ mình nói là có 20 bộ thôi, có 20 bộ thôi, nhưng mà mình đã thấy nó rất là nhiều rồi. Thì mình sẽ làm cái video để review các bạn, để ghi nhớ lại những cái kỷ niệm. Thực ra nói thật các bạn thì mẹ Lộc là làm cái nghề buôn bán hàng mã này từ cái lúc mà Lộc mới 10 tuổi thôi. Thì đến bây giờ đã 15 năm mẹ Lộc buôn bán cái nghề mã, làm cái nghề mã này rồi. Thì đúng là 15 năm qua mình đã sinh sống và trưởng thành, lớn lên cùng với và cũng là bởi cái số tiền buôn bán cái nghề mã này mà ra. Thì hôm nay mình sẽ review các bạn cái sự phát triển của cái nghề làm mã và cái ông công táo này. Thì ngày xưa thì phú quý mới sinh minh nghĩa, ngày xưa nghèo thì cái truyền thống của ông công táo thì nó lại đi theo kiểu khác. Thì ngày xưa nghèo đấy thì Lộc nói cho các bạn nhé, cúng tông ông công táo lại không nhiều mũ mã như này, không nhiều mũ mã như này, mà chỉ có một cái mũ thôi, nhưng mà nó là cái mũ nhỏ và nó nhỏ hơn cái mũ này nữa các bạn ạ. Cái mũ của ông công táo ngày xưa thì nó chỉ có một cái thôi và nhỏ hơn này nữa, và có một con cá, và thường là cúng con cá sống, họ đi đánh cá được một con cá sống thì thường là như vậy, là cúng một cái mũ và một con cá thôi, thường là như vậy, là ngày ông công táo ngày xưa cúng như vậy. Nhưng mà các bạn sẽ thấy là tại vì sao bây giờ lại nhiều như thế này. Đó là ngày xưa mình nhớ không nhầm thì là mẹ Lộc buôn bán cái nghề hàng mã này. Thì nói đúng các bạn, là ngày xưa cái thời mà hai mẹ con còn làm và dán mã, Lộc nói thật các bạn, Lộc dán cái này trong trước mắt, nhưng mà cái này không phải Lộc làm mà cái này là mẹ Lộc mua thôi, bởi vì khi mà Lộc Lộc theo đạo ấy, Lộc đã bỏ cái nghề này rồi, nhưng mẹ mình vẫn giữ cái tục truyền qua cụ, cho nên là bây giờ là Lộc và mẹ Lộc là hai người hai tôn giáo, tuy rằng sống chung một nhà. Thì Lộc cứ nói với các bạn là cái ngày xưa là cái mũ đấy nó chỉ bé bằng nửa cái mũ này, và nó cũng có hai cái ủng, và cái hai cái ủng nó chỉ bé bằng nửa hai cái ủng này. Nó cũng có áo, nó cũng có cái đế này, nhưng mà nếu như có cái bộ nào mà người ta muốn mua ít tiền, muốn rẻ đi thì bỏ luôn cái đế đi, vì cái đế này chỉ để làm đẹp thôi, thường là như vậy. Và tiếp theo thì ngày xưa đấy là ba cái mũ này nó chỉ nhỏ như bằng nắm đấm thôi các bạn, nhỏ như bằng nắm đấm, và đút luôn vào cái túi này, đút luôn vào cái túi này, và cái túi này chắc chắn là nhỏ hơn như thế này rất là nhiều. Thì chia sẻ các bạn thì đúng ra trong cái bộ ông công táo này, đúng ra theo như ngày xưa mà mẹ Lộc và Lộc hay làm thì đúng ra thì bộ này bị thiếu một thứ, đó là thiếu một nén vàng, thiếu một nén vàng giấy thôi, vàng giả thôi, nhưng mà thiếu một nén, bởi vì là phải đốt vàng cho các ông để làm mãi lộ, làm lộ phí đi đường đấy. Thì trong cái bộ này không có, thì chắc chắn là nếu như người nào tinh ý mà đi mua hàng mã lại, đúng ra sẽ phải mua thêm một cái cục vàng hỏi nữa để đốt cho các ông ấy đi lên chầu trời. Nhưng đây nó chỉ là tục truyền thôi các bạn nhớ nha. Thì trong cái này là thiếu như vậy. Thì mình sẽ chia sẻ các bạn này như sau, là cái bộ ba này là bộ gì, và tại sao lại ba màu nhá. Các bạn sẽ thấy là ở đây là ba màu vàng đen và đỏ này. Thì cái màu vàng đen và đỏ này này nó không nhất thiết và không quan trọng, các bạn có thể thay vào đây là màu xanh, hay là thay bằng màu hồng, bất cứ là màu gì cũng được, quan trọng là ba ông khác màu nhau là được nhá. Ba ông khác màu nhau thì cái bộ ba này là bộ ông táo nhá. Bộ ba này là bộ táo quân đấy. Thì cái người ở giữa này theo tục truyền thì là một người phụ nữ, người phụ nữ này có hai người chồng, người đàn bà này có hai người chồng, hay là bà táo có hai ông táo đấy. Tức là gia đình, một gia đình có hai, có một vợ nhưng mà hai người chồng. Thì cái tục truyền này các bạn có thể đọc cái lịch sử, cái sử tích này nó cũng rất là hay, các bạn sẽ đọc nó và nó có ý nghĩa nữa. Các bạn đọc ở trên Google search, các bạn sẽ hiểu sự tích của ông táo nó sẽ có một người vợ và hai người chồng, tại sao như thế các bạn sẽ hiểu. Và các bạn sẽ thấy là ở đây có ba con cá này, ba cái ủng và cái đế này thường thì làm đẹp thôi, không có giá trị gì mấy. Nhưng mà mình sẽ nói cho các bạn biết hình thức nó như sau, hình thức là như này, các bạn phải hiểu như này. Đó là ngày xưa đấy thì người ta hiểu, và chính mẹ Lộc cũng hiểu và mọi người hiểu, đó là khi chầu trời đấy chỉ có một ông trong ba ông này về chầu trời thôi, chỉ có một người trong ba người này về chầu trời. Nhưng không hiểu vì sao sau này thì họ lại nghĩ lại là ba người này cả phải cùng về chầu trời, cho nên họ mới làm ba con cá,
con cá, chứ ngày xưa là chỉ một con cá thôi. Và nếu như Lộc đoán không nhầm thì rất nhiều nhà và rất nhiều hộ gia đình cho đến ngày hôm nay cúng ông công táo vẫn cúng một con cá sống. Cá sống thì chỉ cúng một con, nhưng cá giấy lại cúng ba con. Thì Lộc muốn nói các bạn, thật ra tục truyền nó truyền bằng mồm, nó không có một cái văn tự nào chính xác tại sao phải thế, như thế nào phải thế, mà nó chỉ là tục truyền thôi, và nó giữ một cái nét đẹp văn hóa và mọi người vẫn làm như vậy. Và theo cái nét đẹp tâm linh nữa, thì khi đốt xong cái này mọi người cảm thấy thanh thản hơn, thì đấy là theo nét đẹp tâm linh và văn hóa, thì nói đúng là như vậy. Thì chia sẻ các bạn ở đây, nó có rất nhiều cái khó để giải thích cho cái này tại sao nó lại biến đổi theo năm tháng như vậy, thì ta không thể giải thích được, mà ta chỉ biết chấp nhận nó với cái hình thức như thế này. Bây giờ thì Lộc theo đạo rồi thì Lộc cũng không cúng cái này, nhưng mà mẹ Lộc không biết là có cúng hay không, nhưng mà thường ấy thì mẹ Lộc bán cho khách hàng, mẹ Lộc sẽ bán như thế này. Và có rất nhiều năm khi mà mẹ Lộc bán hết hàng cho khách rồi, tức là cứ bán một cặp như này, bán hết cho khách rồi, đến khi tối đến về nhà mình, nhưng chính mẹ Lộc cũng không cúng, bởi vì là không còn để mà cúng nữa, không còn để mà cúng, bởi vì là tham tiền mà bán hết, tham tiền bán hết, người ta mua phải bán, không còn. Chính ra mình bán nhưng mà nhà mẹ không cúng, bởi vì là hết từ đâu mà cúng. Để nói đúng là có nhiều cái này nó không ai chứng minh nó là sự thật, và không ai chứng minh nó đã tồn tại bao nhiêu lâu, không biết là nó đã tồn tại bao nhiêu lâu, và nó đã hình thức nó như thế nào, và tại sao người ta có phải cúng như thế này, không biết là ông bà tổ tiên ta có dùng cái này không. Thì thật ra là chia sẻ các bạn, để chia sẻ các bạn, thì cái bộ này là bộ ông cà tháo nhé. Thế còn cái bộ này là bộ gì? Bộ này là bộ ông công. Ông công thì các bạn thấy đây là chỉ có một ông công thôi, và một cái áo. Ông công này có lẽ là một người đàn ông, và gọi thường và thường hiểu cái ông công này chính là ông thổ công. Thổ công tức là người cai trị, cai quản cái đất mà các bạn ở đấy, gọi là thổ công. Thổ công nhất là người cai quản đất đấy. Nếu mà các bạn xem phim Tây Du Ký, các bạn biết thổ công là cái gì rồi. Thổ địa đấy, gần giống như ông thổ địa đấy. Ông thổ công này có áo, có giày, có mũ, có quần nhá, có giày, có mũ, có quần đấy. Đúng là như vậy. Nếu như một số các nhà cẩn thận, một số các người cẩn thận đấy, người ta sẽ đốt theo cái ông công này một bộ mũ ngựa, tức là đốt theo một ông ngựa, đốt theo một bộ mũ ngựa giấy đấy, ngựa đỏ. Ông công chỉ chơi màu đỏ thôi nhá các bạn, ông công chỉ uniform màu đỏ thôi. Thì đúng là như vậy. Nhưng mà các bạn hiểu này, ông này được đốt rất nhiều thứ theo ông ấy, nhưng mà ông này không hề về chầu trời. Cái người về chầu trời là cái người này. Cái ông về chầu trời là cái bộ này, nhưng mà cái bộ này lại đốt ít hơn cái bộ này và kém sang hơn cái bộ ông công này. Mặc dù ông công không hề về chầu trời nhé, không về chầu trời, ông này chỉ đúng một năm mới về trời một lần mà được trình diện vua, ví dụ là trình diện trời thôi, mà cái ông này thì lại không đi, mà lại ông này thì lại kém sang hơn. Thật ra thì nó cũng không hiểu sao lại thế, nhưng mà nó là như thế. Bây giờ nhá, giả dụ nếu như không cúng ông táo, nếu như không cúng ông công, giả dụ như không có ông công, giả dụ như các bạn không mua cái bộ này mà chỉ mua một cái bộ này có được không? Nếu như gặp mẹ lộc sẽ nói ô không được, cúng là phải cúng đầy đủ. Thế nhưng mà nếu như mà chẳng may mà cái bộ này bán hết rồi, chỉ còn bộ này thôi, thì mẹ Lộc sẽ nói là được, vẫn mua được, vẫn bán được, không sao cả, vẫn được bình thường. Thực ra thì Lộc muốn chia sẻ với các bạn là cái sự thật nó như này. Có ba ông, ba con cá, mỗi một hộ gia đình sẽ đốt một cái bộ như thế này. Giả dụ như dân tộc của chúng ta bây giờ là 100 triệu dân nhé. 100 triệu dân thì cứ chia 3 thì nó khoảng 30 triệu hộ dân. Cứ chia như vậy khoảng 30 triệu hộ dân, mà 30 triệu hộ dân này đều đốt ba ông thì nó vẫn là 3 x 3 vẫn khoảng 90 triệu, khoảng 90 triệu ông công ông táo về chầu trời. Các bạn tưởng tượng là 90 triệu ông táo về chầu trời thì trời tiếp làm sao được trong vòng 7 ngày, từ ngày 23 tháng Chạp cho đến đêm 30 Tết. Ông trời tiếp làm sao được? Tiếp làm sao được? Gần 90 người, nhưng thật ra thì mình không hiểu được tại sao là phải có 3 con cá và có 3 ông, mà nó thay đổi theo thời gian. Thì đúng là như vậy. Thì thực ra thì ở đây cái này nó chỉ là tục truyền và nó chuyển bằng mồm, cho nên là có nhiều cái sai chật. Không ai biết trước, nhưng mà thấy người khác cúng thì mình cũng cúng theo. Người khác thắp hương thì mình cũng thắp hương, lễ như nào thì mình cũng lễ theo thế. Và nó có một quyển sách để dạy con người ta cúng cái này, để con người ta biết khấn, biết lễ cái này. Ai mà không có cuốn sách đó thì mẹ Lộc sẽ bán luôn để có thể tự mình, không cần phải thầy pháp gì cả, có thể tự mình là cúng cái này. Thì đây là mình chia sẻ với các bạn là đúng, cái này nói ra thì vui, mà nói lại thì nó cũng là buồn, bởi vì thật ra thì nó quá là
bởi vì nó đã tồn tại ở Việt Nam ta bao nhiêu năm, nó trở thành cái tục truyền rồi, nói ra thì không biết nào, nhưng mà Lộc muốn làm cái video này để kỷ niệm lại những năm tháng, mà ngày xưa Lộc chưa theo đạo đấy, Lộc cũng có gọi là sản xuất ra những cái này để buôn bán, nhưng bây giờ thì Lộc bỏ rồi, nhưng Lộc muốn chia sẻ và review với các bạn là để nhớ lại cái kỷ niệm và nhớ lại một cái cuộc đời 15 năm qua mẹ Lộc buôn bán và làm cái nghề hàng mã này. Và những năm trở về đây thì mẹ Lộc cũng bán ít đi rồi bởi vì là có quá nhiều người mở ra cái nghề hàng mã này để buôn bán giống như mẹ Lộc, cho nên là cái thị trường nó trở nên khan hiếm hơn. Với cái thứ hai nữa là mẹ Lộc cũng buôn bán ít đi bởi vì là cuộc sống bây giờ nó lo đủ rồi, không cần phải kiếm nhiều tiền nữa. Với cái thứ ba nữa là nó là Lộc không giúp đỡ mẹ Lộc buôn bán cái này nữa thì mẹ Lộc cũng chỉ một mình thôi, một mình thì bán nhiều không bán được, xoay sở vừa đủ thôi, gọi là có đồng dâu đồng ra nếu giữ lại. Nhưng mà nhìn lại cái bộ công táo này nó vẫn nhớ lại những ngày xưa nghèo nàn đói khổ làm những cái này để buôn bán, và nhiều khi nghĩ nó cũng buồn tủi, và đúng là cái này nó cũng cứu sống cho một cái cuộc đời nghèo khổ như hai mẹ con mình. Thì thật ra thì nói đúng là mình chia sẻ với các bạn thì cái video này là muốn làm cái kỷ niệm thôi, và nếu như các bạn nào muốn comment, muốn chia sẻ, muốn đóng góp ý kiến, hay là muốn cho cái gì đó cho chúng ta hiểu biết hơn về cái tục truyền này thì chúng ta có thể comment nhé. Thì Lộc thì nó biết chắc rằng là người Tây và người nước ngoài và những người khác thì họ không bao giờ họ những người ở xa, những người ở Đông Phương hay là Tây Âu họ không bao giờ họ cúng cái này, những cái này nó chỉ có ở trên Việt Nam thôi, cái này thì không ai giải thích được, nhưng đã tồn tại rất là lâu rồi thì không biết là thật hay hư hay là như thế nào, nhưng mà thực ra thì Lộc chỉ muốn lưu lại thì nó là cái kỷ niệm thôi. Có thể sau này cái tục này nó sẽ không còn nữa bởi vì sự hội nhập văn hóa nó sẽ thanh tẩy cái này, nó sẽ không còn nữa, nhưng mà cái video này ước mong rằng nó sẽ lưu giữ lại cái kỷ niệm, biết đâu là 50 năm sau mình xem lại cái video này mình sẽ thấy buồn cười thì sao, và nó cũng là một cái quãng thời gian để mình nhớ lại những ngày tháng ngày xưa rất là vất vả, phải dán những cái này, phải buôn bán và chở hàng những cái này. Thì đó là cái gì mình muốn chia sẻ trong video này, và xin cảm ơn các bạn đã xem hết video nhé. Xin chào các bạn trong video tiếp theo.